Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thành phố Thanh Hóa. Mở đầu chương trình là phần tin thời sự, một nhịp sống đô thị phản ánh những khó khăn trong việc đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong tuần, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị đã thảo luận cho ý kiến và báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Theo đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2018 ước đạt 15,4%, cao hơn giai đoạn 2010-2015 0,4%. Cơ cấu các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng mạnh ở các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, cả về quy mô, loại hình. Đến nay, thành phố đã chuyển đổi 24 trên 32 chợ với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Cũng trong nửa nhiệm kỳ qua, thành phố đã thành lập mới được 2.051 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên 4.785 doanh nghiệp. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị được tăng cường, hạ tầng kỹ thuật đô thị được quan tâm đầu tư đồng bộ. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với kết cấu nội dung báo cáo, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế trong nửa nhiệm kỳ qua. Trong đó, đề xuất góp ý điều chỉnh các chỉ tiêu mục tiêu cho phù hợp với điều kiện cũng như tiềm năng thế mạnh của thành phố. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Bí thư Thành ủy đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, thành phố tiếp tục phát huy lợi thế, khắc phục những khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các phòng ban đơn vị với chức năng nhiệm vụ của mình tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu thành phố đã đề ra của năm 2018. Đồng chí Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng đoàn công tác của thành phố vừa có buổi làm việc với phường Ngọc Trạo. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, các sắc thuế ước đạt 68% kế hoạch năm, thu ngân sách phường ước đạt 44,3% kế hoạch thành phố giao. Phường đã tích cực tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, các thành phần kinh tế thành lập doanh nghiệp. Đến nay đã thành lập mới được 8 trên 32 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp hiện có trên địa bàn phường là 116 doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân phường Ngọc Trạo cũng đã kiến nghị thành phố một số nội dung, trong đó đề xuất mở rộng địa giới hành chính của phường, nhập khu đô thị Đông Vệ 5 và khu Mật Sơn 3 về phường Ngọc Trạo, đầu tư xây dựng công sở phường, cải tạo nâng cấp trường mầm non Ngọc Trạo. Trên cơ sở thực tế thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, các ý kiến kiến nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường, đồng chí Lê Anh Xuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường cần ra soát đánh giá lại các chỉ tiêu, mục tiêu tại phường, hoàn thành chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp vượt 15% trước ngày 30 tháng 11 năm 2018, xây dựng kế hoạch để hoàn thành phường đạt chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp với các phòng ban thành phố từng bước thực hiện các đề xuất của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, ma túy và tác hại của ma túy gây ra những hậu quả nguy hại nghiêm trọng cho xã hội nói chung, bản thân người nghiện ma túy và gia đình họ nói riêng. Do đó, nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, văn bản, chính sách nhằm phòng chống ma túy, đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ở thành phố Thanh Hóa đang gặp rất nhiều khó khăn. Những năm gần đây, tình hình kinh tế xã hội của thành phố có nhiều khởi sắc. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Bên cạnh sự phát triển đó, tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp, hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt hơn. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn thành phố có 1.519 đối tượng nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Trên 60% các vụ phạm pháp hình sự đều do đối tượng nghiện ma túy gây ra, làm mất an ninh trật tự. Để ổn định tình hình, các cấp ngành của thành phố đã nỗ lực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Công an thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng các kế hoạch về tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, quản lý có hiệu quả những người nghiện. Tham mưu cho cấp ủy chính quyền thành lập tổ nhóm và người đỡ đầu các đối tượng nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư.
phối hợp với Phòng Lao động Thương binh Xã hội, hoàn tất hồ sơ đưa gần 1.000 người nghiện điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện sang uống methadone và cai nghiện bằng các hình thức khác. Hiện nay trên địa bàn thành phố vẫn còn trên 500 người nghiện ma túy chưa áp dụng các biện pháp cai nghiện nào. Việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là biện pháp hạn chế tái nghiện ở cộng đồng. Nhưng biện pháp này đang gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay chúng tôi đang có mặt tại trung tâm cai nghiện số 1 Thanh Hóa. Theo báo cáo của trung tâm thì hiện nay trung tâm có 356 đối tượng đang cai nghiện bắt buộc tại đây. Tuy nhiên là thành phố Thanh Hóa lại chỉ có 63 trường hợp. Con số này thì rất là ít so với cái số đối tượng nghiện mà thành phố Thanh Hóa hiện đang quản lý. Và có một nghịch lý là hiện nay thì thành phố cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc đưa đối tượng vào trung tâm để cai nghiện ạ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến khó khăn khi đưa người vào cơ sở cai nghiện là do quy định của luật. Tại điểm B, khoản 1, điều 103, luật xử lý vi phạm hành chính quy định hồ sơ đề nghị không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện không có nơi cư trú ổn định. Quy định như vậy rất khó thực hiện và dễ bị tòa án trả lại hồ sơ. Các cái thông báo thụ lý, các cái quyết định mở phiên họp để xét đưa các đối tượng đi cai nghiện là cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tống đạt. Và lý do là vì các cái đối tượng nghiện này là cái đối tượng mà thường xuyên là không cư trú, không ở nhà, tức là thường đi lang thang. Thế mặc dù là cái thông báo của cơ quan mà xây dựng hồ sơ thì họ cũng đã yêu cầu là gia đình là phải quản lý các đối tượng nghiện đấy trong cái thời gian mà tòa án xem xét để đưa đi cai nghiện. Thế nhưng mà thực ra là họ cũng không quản lý được. Một nguyên nhân nữa đó là theo thông tư liên tịch số 17/2015 giữa Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Công an quy định, thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy chưa quy định cụ thể ở một số nội dung như cơ sở pháp lý, hình thức đưa người nghiện đi xác định tình trạng nghiện ma túy, lực lượng lưu giữ người nghiện ma túy trong thời gian để xác định tình trạng nghiện ma túy, quyền và nghĩa vụ của người bị lưu giữ trong thời gian xác định tình trạng nghiện. Chính vì vậy rất khó xác định và lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện đi cai nghiện bắt buộc. Cái xác định tình trạng người nghiện thì là phải theo quy định là phải 3 lần là đối tượng nghiện phải đến cơ sở y tế của cấp phường xã để được theo dõi thì lúc đấy mới xác nhận vào cái giấy xác nhận và khẳng định tình trạng người nghiện ma túy. Hiện nay các đối tượng nghiện ma túy thường là các đối tượng có tiền án tiền sự. Việc theo dõi, quản lý và tiếp cận cảm hóa giáo dục người nghiện gặp khó khăn vì người nghiện thường đi làm ăn xa, không có mặt tại nơi cư trú. Ngoài ra hoạt động cai nghiện ở nhiều xã phường thị trấn chủ yếu dừng lại ở khâu tuyên truyền, vận động, chứ chưa tập trung rà soát, đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch cai nghiện cho từng đối tượng. Thêm vào đó, phần lớn bản thân người nghiện không có ý chí cai nghiện. Trước đây tôi có nghiện, bây giờ thì có sử dụng nhưng mà không phải là nghiện, thỉnh thoảng chơi tí thôi chứ không phải là nghiện, nên tôi không muốn đi cai đâu cả, mà tôi chỉ cần có một công việc làm ổn định là tôi chắc chắn là tôi sẽ bỏ được. Đối với đặc biệt đối với cái số người mà người nghiện mà không có nơi cư trú ổn định thì chúng tôi đã đề xuất cái giải pháp là khi phát hiện cái hành vi sai phạm về sử dụng trái phép chất ma túy thì chúng tôi tiến hành lập hồ sơ và đề nghị đưa vào cái trung tâm cai nghiện để cắt cơn giải độc, sau đó thì đợi cái thời gian lập hồ sơ để đưa mở phiên tòa xét xử cái số người nghiện này. Thiết nghĩ cấp ủy chính quyền và các đoàn thể, nhất là ở các xã phường, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, chủ động giúp đỡ người nghiện áp dụng các hình thức cai nghiện. Đồng thời, cần bố trí tạo công ăn việc làm, hỗ trợ kinh nghiệm và vốn để người nghiện sau khi cai nghiện từng bước ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng và phòng chống tái sử dụng ma túy. Nếu thực hiện có hiệu quả các biện pháp, công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố mới thật sự phát huy được hiệu quả và mang tính bền vững, lâu dài, góp phần tích cực trong việc từng bước đẩy lùi tệ nạn và tội phạm ma túy. Chương trình truyền hình thành phố hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.